Hôm qua tại nhà văn hóa lao động, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức hội thi công nhân lao động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh và Liên đoàn lao động thành phố Long Xuyên. Mỗi đội gồm có 5 thành viên, trải qua 3 phần thi, từ giới thiệu, hiểu ý đồng đội và phần thi trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống với các nội dung về luật công đoàn, Bộ luật lao động năm 2019, luật giao thông đường bộ, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội thi công dân lao động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích trong công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để công nhân, người lao động có dịp giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa khen thưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Hòa Lạc và xã Phú Xuân. Đây là hai địa phương điển hình trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn huyện. Bằng nhiều giải pháp kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cuối năm qua, xã Hòa Lạc có hơn 13.180 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 120% chỉ tiêu huyện giao và đạt hơn 94% so với tổng dân số trên địa bàn xã. Trong đó, nhân dân tự nguyện tham gia bảo hiểm là 5.200 người, bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%, còn xã Phú Xuân đã phát triển được 4.574 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 101,53% so với chỉ tiêu huyện giao và đạt 92,96% so với dân số toàn xã. Đặc biệt, địa phương thực hiện mô hình vận động xã hội hóa và cán bộ đảng viên đóng góp hàng tháng để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho con cán bộ đảng viên và tổ trưởng tổ phó, tổ tự quản có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Mô hình hội phụ nữ vận động kinh phí tặng bảo hiểm y tế cho học sinh và tổ trưởng hội phụ nữ các ấp trên địa bàn. Thưa quý vị, phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, qua đó củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và đoàn thể huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo với nhiều hình thức, cách thức phù hợp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ủy ban mặt trận, tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội, huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo đời sống vật chất cho người yếu thế với phương châm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều người dân tự nguyện quyên góp, vận động đóng góp tiền vật chất để kịp thời giúp đỡ người nghèo, nhiệt tình tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. 5 năm qua, từ năm 2019 đến năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã tiếp nhận tiền và hiện giờ quy tiền gần 152 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động, huyện Châu Thành đã cất mới và sửa chữa 977 căn nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, còn tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như sửa chữa 103 cây cầu nông thôn, nâng cấp sửa chữa trên 402 km lộ nông thôn, lắp đặt đèn đường, thắp sáng lộ giao thông nông thôn, góp phần tạo bộ mặt đời sống nông thôn ngày càng phát triển. Trong cái nhiệm kỳ qua, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành, thì được sự hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự chỉ đạo sâu sắc của thường trực huyện ủy, nên cái công tác chăm lo an sinh xã hội của huyện Châu Thành trong thời gian qua đạt kết quả rất là tốt. Đó là vận động là các cái nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân đóng góp cho huyện là cái quỹ an sinh xã hội là trên 150 tỷ, cắt ngàn căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Làm đường, mua 3 chiếc xe chuyển bệnh, góp phần thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đến năm 2025 huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo đề án của huyện ủy đề ra. Thì đó là các cái tiêu chí về cắt xóa nhà tạm bợ, xây dựng đường lộ giao nông thôn đạt chuẩn, các cái tiêu chí về môi trường, về y tế đảm bảo theo cái lộ trình của huyện đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai trong hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới đã sâu sát thực tế hơn với sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp công sức tiền của để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động ngày vì người nghèo, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với chỗ ban thường trực ủy ban mặt trận huyện là nghị quyết đặt ra là 6 cái chương trình phối hợp thống nhất hành động mà mặt trận đã đề ra, thì trong đó có những cái mà để nổi trội, thí dụ như là thực hiện cái vấn đề an sinh xã hội, cái công tác phản biện xã hội. Thì trong cái công tác an sinh xã hội thì sẽ hướng về cơ sở để làm sao để giúp cho các cái hộ nghèo đến năm 2025 là không còn nhà dột nát trên địa bàn của huyện. Rồi các cái đường lộ nông thôn sẽ được khang trang hơn để cho các em với bà con đi học dễ dàng hơn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, chủ động đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp trên địa bàn huyện, qua đó góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.